Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry từ trường Kể Chuyện. Ngày nay, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng đã trở nên vô cùng phổ biến tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều người hay nói dùng Visa thanh toán hay quẹt thẻ Visa để chỉ việc dùng thẻ tín dụng hay thẻ thanh toán. Tuy nhiên, Visa là tên của một công ty cung cấp thẻ chứ không phải tên tiếng Anh chỉ chung cho các loại thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Và trên thị trường thẻ thanh toán quốc tế, Visa và Mastercard đang là hai ông trùm lớn nhất thế giới. Hầu hết mọi quốc gia đều chấp nhận thẻ của họ. Và thậm chí, đến nay, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai thương hiệu này. Sau nhiều thập kỷ, với các mô hình kinh doanh cốt lõi gần như giống hệt nhau, Visa và Mastercard bắt đầu có những chiến lược khác nhau để cạnh tranh và phát triển. Trong video ngày hôm nay, Battlecry sẽ cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về cách mà các công ty như Visa hay Mastercard hoạt động và những thông tin về thẻ tín dụng mà chúng ta không chú ý tới nhé. Thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng, tên tiếng Anh là Credit Card, là loại thẻ mà cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng được cấp phép theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ. Nói một cách đơn giản, thẻ tín dụng là loại thẻ mà giúp bạn có thể mua hàng trước và thanh toán lại cho ngân hàng sau, hay còn được gọi là thẻ ghi nợ. Có nghĩa là bạn sẽ chi tiêu bằng khoản nợ trong hạn mức mà ngân hàng cấp cho bạn hàng tháng. Đến hạn thì bạn sẽ phải hoàn lại số tiền đã vay cho ngân hàng. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến, thanh toán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, đại lý, nhà hàng, khách sạn mà có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc là rút tiền mặt từ cây ATM và trả lại số tiền này sau một khoảng thời gian nhất định, thường là kỳ hạn theo từng tháng. Và như chúng mình đã từng chia sẻ đầu video, trên thị trường thẻ tín dụng hiện nay, Visa và Mastercard đang là hai cái tên quen thuộc nhất với người dùng. Tổng quan về Visa. Hành trình của Visa bắt đầu vào năm 1958, năm mà ngân hàng Mỹ Bank of America triển khai chương trình thẻ tín dụng tiêu dùng dành cho nhóm người tiêu dùng, trung lưu và các nhà bán lẻ quy mô nhỏ đến vừa ở Mỹ. Công ty phát triển khá nhanh, vươn ra quốc tế vào năm 1974 và giới thiệu thẻ ghi nợ vào năm 1975. Năm 2007, các doanh nghiệp khu vực trên khắp thế giới được sáp nhập lại thành Visa Inc. Năm 2008, công ty chính thức lên sàn chứng khoán. Và đây cũng là một trong những thương vụ IPO đình đám nhất trong lịch sử. Hiện nay, Visa hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm và dịch vụ khả dụng trên mọi loại thiết bị như thẻ, máy tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị di động. Mạng lưới này có khả năng xử lý hơn 56.000 giao dịch mỗi giây, bao gồm cả ứng dụng chống gian lận dành cho người tiêu dùng và thanh toán bảo đảm dành cho đơn vị chấp nhận thẻ. Visa chính là tổ chức phát hành ra các loại thẻ Visa mà chúng ta thường dùng như thẻ tín dụng Visa, thẻ ghi nợ Visa và thẻ trả trước Visa. Visa Việt Nam là một trong những văn phòng đại diện của tổ chức Visa trên toàn thế giới. Thẻ Visa của khách du lịch được chấp nhận ở Việt Nam vào năm 1995. Thế nhưng, đến tận 2 năm sau, vào năm 1997, chiếc thẻ tín dụng đầu tiên liên kết với Ngân hàng Thương mại Á Đông mới được phát hành trên phạm vi toàn quốc. Vào năm 2005, Visa mở văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và liên kết với Eximbank để phát hành thẻ ghi nợ Visa đầu tiên. Cho tới ngày hôm nay, thẻ ghi nợ Visa đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam, chiếm tới hơn một nửa lượng thẻ Visa phát hành tại đây. Năm 2020, Visa tạo ra 21,8 tỷ đô doanh thu ròng với khối lượng thanh toán là 8,8 nghìn tỷ đô. Sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước, cũng như các giải pháp kinh doanh và dịch vụ ATM toàn cầu. Doanh thu của Visa phần lớn đến từ phí dịch vụ và xử lý dữ liệu. Tổng quan về Mastercard. Công ty Mastercard Worldwide là công ty đa quốc gia có trụ sở ở Purchase, New York, Mỹ. Năm 2020, Mastercard tạo ra tổng doanh thu ròng là 15,3 tỷ đô với khối lượng thanh toán là 6,3 nghìn tỷ đô. Các sản phẩm cốt lõi của Mastercard bao gồm thẻ tín dụng tiêu dùng, thẻ ghi nợ tiêu dùng, thẻ trả trước và kinh doanh sản phẩm thương mại. Ngoài ra, Mastercard còn có một mảng kinh doanh gọi là giải pháp thanh toán, được phân chia theo các khu vực địa lý trên khắp nước Mỹ và các quốc gia khác. Giống như Visa, Mastercard kiếm được phần lớn doanh thu từ phí dịch vụ và xử lý dữ liệu. Thế nhưng, hai bên
thì có đặc điểm và cấu trúc các loại phí này khác nhau. Điểm giống nhau của hai thương hiệu: Visa hiện có vốn hóa thị trường đạt 497 tỷ đô, trong khi con số này của Mastercard là hơn 359 tỷ đô. Mô hình hoạt động của hai công ty khá giống nhau, không phát hành thẻ trực tiếp mà thông qua các đối tác như ngân hàng hay hiệp hội tín dụng. Đó là lý do vì sao khi bạn cầm các tấm thẻ tín dụng trong nước như là VPBank, Techcombank, Vietcombank thì lại thấy có logo của Visa hay Mastercard ở trên thẻ. Điều này có nghĩa là tất cả các loại thẻ thanh toán Visa, Mastercard đều do bên thứ ba phát hành. Những loại thẻ mà hai công ty cung cấp bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước. Bettercry sẽ giải thích một chút về hai loại thẻ còn lại để khi sử dụng chúng ta sẽ tránh bị nhầm lẫn nhé. Thẻ ghi nợ là thẻ liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán tại ngân hàng, được sử dụng theo cơ chế nạp tiền trước và chi tiêu sau trong phạm vi số tiền có trong tài khoản ngân hàng. Có nghĩa là bạn chỉ có thể thanh toán, chuyển khoản, rút tiền mặt tại ATM khi có tiền trong thẻ, và tiền là tiền của bạn nạp vào chứ không phải đi vay của ngân hàng. Do đó, thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng mà chỉ có hạn mức chuyển khoản theo ngày. Người sử dụng thẻ không phải lo lắng về thời hạn thanh toán, lãi suất như thẻ tín dụng. Như mình đang sử dụng thẻ của Techcombank thì loại thẻ này có thể rút tiền tại cây ATM cũng như thẻ truyền thống. Thế nhưng khi quẹt thẻ thanh toán thì không cần nhập mã PIN. Thẻ trả trước. Với thẻ trả trước, bạn không cần mở tài khoản ngân hàng để làm thẻ mà chỉ cần nạp tiền vào thẻ và chi tiêu trong giới hạn số tiền đã nạp. Thẻ trả trước được chia làm hai loại chính là thẻ định danh có đầy đủ thông tin của chủ thẻ, có thể rút được tiền tại ATM, và thẻ không định danh có thể mở mà không cần chứng minh nhân dân, không thể rút tiền tại cây ATM. Lưu ý, thẻ trả trước có thể thực hiện nhiều giao dịch, thế nhưng không thể chuyển khoản được. Theo một số khảo sát về thanh toán và tiêu dùng năm 2020 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thì 42% người Mỹ thích thanh toán đơn hàng bằng thẻ ghi nợ, 29% sử dụng thẻ tín dụng. Như vậy, ít nhất là 71% người được hỏi sở hữu một trong hai loại thẻ trên. Nhiều người trong số đó còn mở nhiều hơn một chiếc thẻ để được hoàn tiền, nhận ưu đãi của nhà phát hành. Không trực tiếp phát hành, vậy thì hai ông lớn này kiếm lợi nhuận theo phương cách nào? Mô hình kinh doanh của Visa và Mastercard hoạt động theo mô hình thanh toán 4 bên, trong đó gồm có Merchant bên bán, The Acquirer tổ chức ngân hàng của bên bán, The Intermediary bên trung gian, ở đây là Visa hoặc Mastercard, và cuối cùng là The Issuer tổ chức phát hành thẻ cho bên mua, tức là người tiêu dùng. Giả sử nàng A, tức là bên mua, đại diện người tiêu dùng, muốn đi chăm sóc cơ thể tại Spa B, đại diện cho bên bán. Khi hoàn tất việc chăm sóc sắc đẹp, cô A quyết định thanh toán bằng thẻ tín dụng do ngân hàng HSBC cung cấp với sự hỗ trợ của Visa. Trong trường hợp này, HSBC là công ty phát hành thẻ và Visa là trung gian. Spa B gửi thông tin tài khoản của cô A từ một mạng an toàn tới ngân hàng của mình, ví dụ như Citibank đi. Sau đó thì yêu cầu sự cho phép của Visa để giao dịch với thẻ HSBC của cô A. Theo ủy quyền của HSBC, giao dịch này được thực hiện và phản hồi rồi cấp lại cho Spa B. Tất nhiên, tất cả những điều này xảy ra với tốc độ ánh sáng nhờ mạng thanh toán cực nhanh và cực kỳ an toàn. Nói một cách đơn giản, không có người trung gian đứng ra đảm bảo cho các thanh toán kỹ thuật số như Visa hay Mastercard thì chúng ta có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều đặc biệt thú vị là Visa và Mastercard không kiếm được lợi nhuận trực tiếp từ việc bán dịch vụ cho Spa B hay là cho A. Và điều đó thì áp dụng cho mọi phương thức thanh toán được thực hiện. Chẳng hạn như các công ty phát hành thẻ như HSBC, Citibank sẽ kiếm được toàn bộ số tiền lãi trên các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng. Vì vậy mà tiền của bạn thì không ở lại với Visa hay Mastercard. Họ chỉ đơn thuần là người trung gian mà không có khả năng cho vay tiền. Vậy thì điều này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi, đó là Visa và Mastercard kiếm tiền như thế nào? Ba nguồn thu chính của các công ty này đó là doanh thu dịch vụ, doanh thu xử lý dữ liệu và doanh thu giao dịch quốc tế, và chúng tạo thành trụ cột cho cả hai công ty này thành công. 1. Doanh thu từ dịch vụ. Doanh thu dịch vụ được xác định dựa vào một thứ gọi là khối lượng thanh toán, có nghĩa là giao dịch càng nhiều, phí dịch vụ của Mastercard hoặc Visa sẽ càng cao, mặc dù khoản phí đó là khá nhỏ. Nghe thì có vẻ là số tiền thu không được nhiều, thế nhưng
hàng triệu giao dịch mỗi ngày có thể tạo ra doanh thu khổng lồ, giống như ông bà ta đã có câu tích tiểu thành đại. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, Visa đã xử lý tới 8,8 nghìn tỷ đô trong các giao dịch và Mastercard, trong khi đó cũng đã xử lý khoảng 4 nghìn tỷ đô cho tới thời điểm kết thúc vào năm 2018. Thứ hai là doanh thu từ xử lý dữ liệu. Doanh thu xử lý dữ liệu ở đây đang nói tới các khoản phí được tính trên số lượng giao dịch được thực hiện thay vì giá trị của mỗi giao dịch. Các giao dịch này có thể bao gồm là việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau hoặc là phê duyệt giao dịch mua giữa người tiêu dùng và thương gia, ví dụ như trong trường hợp của chị A thanh toán dịch vụ của spa B. Ở mỗi bước của quy trình, cả hai công ty đều thu một khoản phí nhỏ từ việc ủy quyền giao dịch hoặc truyền thông tin giao dịch giữa nhà phát hành, ví dụ là thẻ do ngân hàng HSBC phát hành với người mua, ví dụ như ngân hàng của spa B. Nó chỉ công bằng với các tổ chức phát hành thẻ đang sử dụng các dịch vụ thanh toán trung gian của Visa và Mastercard. Thứ ba là doanh thu từ thanh toán quốc tế. Khi người dùng thanh toán tại các nước ngoài hoặc thanh toán bằng ngoại tệ sẽ bị thu một mức phí có thể lên tới 10% giao dịch. Chưa dừng lại ở đó, hai ông lớn này còn thu lợi từ các mức phí khác của ngân hàng, đối tác. Trung bình mỗi năm, tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard thu từ một ngân hàng khoảng 270 đầu phí các loại trên một tổ chức thẻ quốc tế, với tổng giá trị mỗi tổ chức thẻ quốc tế thu của các ngân hàng Việt Nam lên tới hàng trăm triệu đô mỗi năm. Cụ thể, tổ chức thẻ quốc tế Visa thu 270 đầu phí các loại, trong đó thu mảng thanh toán là 102 đầu phí và thu từ mảng phát hành là 135 đầu phí, các mảng khác là 33 đầu phí. Trong khi đó, thì tổ chức thẻ quốc tế Mastercard thu 268 đầu phí các loại, trong đó thu mảng thanh toán là 54 đầu phí, thu mảng phát hành là 72 đầu phí và các mảng khác lên tới 142 đầu phí. Theo phân tích của Hiệp hội Ngân hàng, trong cơ cấu phí thu của các tổ chức thẻ quốc tế thì phí xử lý giao dịch chiếm khoảng 80% tổng phí thu từ ngân hàng. Tuy nhiên, phí xử lý giao dịch vừa thu theo số lượng giao dịch mà lại vừa thu theo doanh số giao dịch, dẫn tới một tình trạng là thu phí chồng phí với một giao dịch. Hiệp hội Ngân hàng lấy dẫn chứng đó là trên một giao dịch thẻ, tổ chức thẻ quốc tế có thể thu từ 3 tới 4 loại phí, bao gồm phí cấp phép, phí thanh toán, phí thương hiệu, phí chi tiêu trong và ngoài Việt Nam, phí dịch vụ và các loại phí khác theo loại giao dịch. Có thể chúng ta sẽ không để ý khi chủ thẻ tín dụng quốc tế Visa và Mastercard cà thẻ để thanh toán, thì cửa hàng chấp nhận thanh toán phải trả khoảng 2-3% phí giao dịch cho ngân hàng đặt máy POS. Tuy nhiên, khoản phí này thì ngân hàng đặt máy POS và ngân hàng phát hành thẻ chỉ được hưởng lợi một phần rất nhỏ, và phần nhiều thì phải trả lại cho Visa và Mastercard. Về mức phí đối với chủ thẻ, bên cạnh các phí thanh toán quốc tế hoặc một số giao dịch đặc biệt thì sẽ bị tính phí, chủ thẻ tín dụng còn phải trả phí sử dụng thẻ tùy vào hạn mức thẻ, trung bình sẽ khoảng 500.000 đến 800.000 trên một năm, với hạn mức dưới 40 triệu trên một tháng. Một số ngân hàng sẽ có ưu đãi miễn phí mức phí này nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng vượt một ngưỡng nhất định trong năm. Nhìn chung, Visa và Mastercard đều kiếm lợi từ đủ các mức phí của ngân hàng đối tác và người sử dụng thẻ. Vì mảnh đất này quá màu mỡ, thế nên không tránh khỏi sự đấu đá của hai ông lớn. Cuộc chiến của hai ông trùm ngành thẻ tín dụng. Sau nhiều thập kỷ, với các mô hình kinh doanh cốt lõi gần như giống hệt nhau, Visa và Mastercard bắt đầu có những chiến lược khác nhau để cạnh tranh và phát triển trong bối cảnh nhu cầu về tùy chọn thanh toán nâng cao của người tiêu dùng tăng mạnh. Trong khi Mastercard tập trung công nghệ vào thị trường B2B, tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp, thì Visa lại hướng tới cải thiện cách thức thanh toán giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hai ông lớn thanh toán này cũng có những động thái quan trọng để tiếp cận gần hơn với ngành công nghiệp thanh toán tiền kỹ thuật số đang phát triển như vũ bão hiện nay. CEO của Visa từng nói rằng tiền số có thể trở thành phương tiện thanh toán mới, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Do đó, công ty đã tích cực mở rộng quan hệ đối tác trong kênh thế giới tiền số, và đầu năm nay họ bắt tay với một ngân hàng kỹ thuật số tại Kansas để giúp tích hợp Bitcoin và tiền số. Vào cuối tháng 3 năm 2021, Visa thông báo sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền số USD Coin, tức USDC, trên mạng lưới của mình. Người đứng đầu của bộ phận tiền số công ty cho biết, nhu cầu tiếp cận, sở hữu
và sử dụng tiền số của người tiêu dùng trên thế giới đang ngày càng tăng. Nắm bắt xu hướng này, Visa đã tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cung cấp cơ hội đó cho khách hàng. Trước đó một tháng, Mastercard đã cho phép chủ thẻ giao dịch bằng một số loại tiền số nhất định. Ngoài ra, công ty cũng đang tích cực tham gia với nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới và kế hoạch tung ra các loại tiền số mới. Điều này cho thấy, dù là lĩnh vực thanh toán truyền thống hay liên quan tới tiền số, Visa và Mastercard đều không muốn chậm chân và thua kém đối thủ lớn bậc nhất của mình trong suốt hàng chục năm qua. Nhìn chung, sử dụng thẻ tín dụng khá là tiện lợi, nhanh chóng và thuận tiện cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ để tránh rơi vào tình trạng tiêu pha quá tay hoặc là để mất những loại phí không đáng có. Sau khi xem xong video này, bạn có suy nghĩ gì về cách mà Visa và Mastercard vận hành mảng thẻ tín dụng? Mời các bạn để lại phần bình luận ở bên dưới để chúng mình cùng bình luận nhé!